Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ 6 20 tháng 7 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Nhật Dưới bóng hoa anh đào tập 12, 6 giờ phim hoạt hình phim bộ, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống vẻ đẹp ẩm thực, 7 giờ 15 phút di sản thế giới, 7 giờ 30 phút ca nhạc giai điệu quê hương, 8 giờ tài tử cải lương miền đất yêu thương, 9 giờ nhịp sống Sài Gòn chùa Xá Lợi, 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Ngũ Quái Sài Gòn tập 9 giờ 10, 11 giờ giai điệu bốn phương, 12 giờ chiếu phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 45 giờ 46, 13 giờ 45 phút thế giới đó đây đánh bắt cá voi trở lại ở Na Uy, 14 giờ 10 phút thưởng thức gia đình, 14 giờ 25 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Tân Quan Cử Phẩm tập 26, 15 giờ 15 phút thế giới muôn loài đấu tranh sinh tồn, 15 giờ 35 phút phim tài liệu OSC Việt Nam một chặng đường phát triển, 15 giờ 55 phút những điều kỳ thú, 16 giờ 10 phút văn hóa ẩm thực phong cách ẩm thực Trung Hoa, 16 giờ 30 phút chương trình ra khơi, 17 giờ chiếu phim truyện Hàn Quốc Đời Vẫn Đẹp tập 13 và 14, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fish và Fossey, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ vui là chính, 21 giờ 10 phút chiếu phim truyện Việt Nam Sóng Gió Cuộc Đời tập 37, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 20 phút chiếu phim truyện Hàn Quốc Tạm Biệt Đơn Côi tập 4, 23 giờ 10 phút tin cuối ngày tình thế giới tình thể thao, 23 giờ 30 phút người chiến thắng.